Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì mình đã tiến hành làm xong cái gọi là cái thuổng á mọi người, hay là cái máy đào đất gì đấy. Để cho các bạn ấy thử xem chắn cái này với so với cái việc đào và xúc lên như ở bên kia mọi người, thì nó cái nào nó hiệu quả hơn, cái nào nó nhanh hơn đấy. Mới đầu thì mình làm một cái như thế này để mình xem thử coi như thế nào, nếu mà hiệu quả hơn thì mình sẽ làm tiếp những cái khác ấy, để cho công việc nó suôn sẻ, nó tối cho nhanh ấy. Cái này thì mình hôm qua mình mới kiếm được một cái tấm tôn như thế này mọi người, nó khá là dày đấy. Cái tấm tôn đấy thì nó có sẵn cái chiều là 25 phân đây này. Đấy, cái tấm này là 25 phân mọi người. 25 phân, còn cái chiều này là 35 phân. Đấy, mình làm một cái thiết kế như thế này thì khá là to, nhưng mà có lẽ là to như thế này nó nặng đi, khi mà mình chắn xuống ở dưới cái phần đất ấy thì nó dễ dàng hơn đấy. Đấy, ngoài ra mình còn uốn cái này nó thành cái này để mình có thể dầm ấy. Dầm ấn cho nó khỏe mọi người. Đấy. Cái cán này thì mình đáng lý ra là mình làm bằng cái cán gỗ mọi người, nhưng mà mình sợ là khi mà mình nảy cái đất lên ấy thì nó sẽ bị gãy mất ấy. Đấy, nên là mình chơi luôn cả cái típ này, không có cái típ nhỏ ấy, 35-40 gì đấy, mình chơi cả cái típ 60 này, này. Đấy, hơi nặng một chút, nhưng mà nặng thì nó, khi mà chắn ấy, thì nó khỏe hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới kia mình thử nghiệm nha mọi người, thử nghiệm và hướng dẫn các bạn ấy làm. Đấy. Đấy, hiện tại thì ngày hôm qua các bạn ấy cũng là đã đào xong đất này, thường là các bạn phải cuộc xong đất rồi thì bắt đầu xúc lên rất là vất vả luôn, thì mình cũng thử làm cái máy đào đất này xem thử coi là nó có hiệu quả hơn hay không ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ thử nha mọi người. Đất dưới này thì nó có rất là nhiều loại này, chỗ thì đất nó bùn, chẳng hạn như phía bên kia là bùn này, rồi ở chỗ này thì nó đất hơi phía phần bên này là đất nó hơi sỏi sỏi ấy. Đấy là những cái phần đất mà ngày hôm qua đã đào này, cả bàn cuộc lên này, bây giờ phải xúc như thế này rất là mất công luôn. Để mình sẽ thử xem coi là cái việc mà mình sắn thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Sẽ thử ngay cái chỗ này luôn. Đấy, khi mà cái này nó nặng á mọi người thì nó mình chắn xuống thì nó cũng rất là dễ này. Đấy. Ngoài ra mình có thể là dầm này, mình thiết kế cái này là vòm như thế này, dầm thì nó sẽ không đau ấy. Đấy. Đấy, thành từng cục như này luôn, ok luôn. Manuel về, Manuel xin kí tu về kì. Nó sẽ ra từng cái cục to như thế này là mình chỉ có bê đi là được này. Cục này thì nó không bị rơi. Lê vai isu về. Làm như thế này thì nó có nó sẽ rất là nhanh này. Đã bông? Đấy. Bây giờ sẽ sẵn theo những mình sẽ sẵn theo từng hàng ấy thì nó gọn gàng. Đấy. Ê, rapido à? Không cần phải dùng chân luôn mọi người, tại vì cái máy này là mình làm nó khá là nặng ấy. Này. Đã bông đấy. Đấy, làm rất là nhanh luôn này. Đấy, một mình đào mà hai bàn bê khá là nhanh này. Ui scoop á. Aqui terá bom, tá vendo? Poder fazer isso mais rápido, né? Đấy, chỗ này là mình làm nhìn khá là nhanh này.
Bây giờ mình sẽ thử qua cái vùng đất khác các mọi người xem nó như thế nào. Đấy là cái vùng đất bùn này. Đấy. Bên này nhiều bùn thì mình sẽ thử ở chỗ đoạn này xem. Tên ta tu đu. Y suele hacer grande cuando corta, corta pequeño eso. ¿Entendés? Đấy, cũng ok. Đợt này thì không được cái dính cho lắm. Tá bom, né? Yeah. Manuel, provavelmente, tá? Você primeiro, tá vendo? Primeiro cortar assim. Yeah? Sim, sim. Depois cortar assim. Yeah? Sim, sim. Yeah. Vixe. Đó đấy. Đấy, các bạn bay một lần là biết luôn. Cô ta về, cô ta đi đây, tôi đi đây, tôi á. Rồi, otro linha também direito, direito. Và acabar onde acabar, ya. Isso também vou te tirar, ya. Tem que cortar direito, direito, ya. Aqui lá dentro, sabe? Também cortar assim, já? Cortar assim. Primeiro cortar assim, já? Assim. Assim não é boa de tira. Entendeu? Isso. Đấy, làm cái này khá là ok đấy mọi người. Ê, muito bom. Muito bom, chefe, muito bom. Mais fácil. Mais fácil, né? Sim. Ya, ve, todo puede aprender eso. Đấy, nó rất nhanh nhanh hơn là mình xúc ra cổ báo ấy, mọi người. Chẳng hạn như bên kia bây giờ mất công một lượt cuộc này, sau khi cuộc xong ấy phải là ở xa quá không hất được lên ấy, thì là mình phải xúc vào càng để cho cả ba này bê lên, rất là mất công luôn. Bây giờ làm như thế này là nhanh này. Tá bom, né? Tá bom, senhor. Agora vai outro sítio. Vamos aumentar outro sítio. Tá vendo? Quando uma, aí não tem uma fundo, né? Pode cavar com ensada para fazer uma fundo, entendeu? Depois, já, fazer uma camada. Depois você usa isso e cortar, entendeu? Por exemplo, aqui mais fundo, né? Depois de cavar com coisa, fazer uma... Uma fundo. Já, depois só continua assim, entendeu? Đấy, phải bảo cả bạn ấy, nên nếu mà đợt sau mà làm ấy, thì phải làm đào hố sẵn một cái hồ trước ấy, đây bắt đầu mình cứ làm giống theo cái hồ để mà làm ấy. Isso pode assim também. Tá vendo? Assim é você meter pano aqui para ele não descurar. Đấy, nó thành cái viên gạch luôn đó mọi người. Đấy. Bom, né? Assim eu levar, não dá muito trabalho, né? Yeah. Đất chỗ này là làm được nè mọi người. Dùng cái này là mình cảm thấy nó là hợp lý nhất đấy. Cái này thì nó cũng giống như ngay trước ở nhà mình cũng thấy mấy người ở trong chỗ mình ấy, họ đào bằng cái này xúc xong rồi vạc lên ấy. Yeah.
Agora vai lá começar a acabar aqui ou lá, é? Eu vou fazer mais um. Bom, né? Sim, bom, bom, bom. Tá muito bom. Vou ver, vou ver. Cái sắt này, cái tấm sắt này thì mình sẽ cố gắng làm thêm một vài cái nữa mọi người, hai ba cái gì đấy cho cả bạn ấy làm cho nhanh. Dạ. Vou de começar aquele, aquele ou aqui, para acabar a camada grande assim, chega. Aí, chỗ đoàn này bùn này. Ou aqui não fazer coisa, isso vou de cavar só aqui, né? Aqui, chega aqui, já? Isso vai ficar, eu não coiso mais. Ah, tá bem. Já, começar a fazer aí, já. Này cái đất này nó khi mà mình hút nước khô đấy, cộng thêm với cả là nắng nữa, bây giờ nó cứng đẹp lắm mọi người. Ta về cột ta được với cột ta về xin nhiều ra cột ta đi rầy rồi nè, phải sẽ đi rầy rồi. Để pôi con tin nua à kì, vậy à kì, cột ta xin tì rồi. À cả ba để pôi về mai đấy à kì, phải sẽ là. Ya. Này, bên này là nhánh này. Còn phía bên này cả bàn cuộc một lượt này. Sau khi mà mình chưa kịp xúc á mọi người thì là cái đất này nó rất là cứng. Đấy, nó cứng này, nó rất là cứng khi mà mình sử dụng cái xẻng ấy. À, mình xúc vào nó rất là mệt luôn. Tại vì là phải dùng lực ấy, phải đấm thật mạnh vào trong này. Đấy. Rồi khi mà nó khô nó cứng như thế này thì nhiều chỗ là cả bạn ấy là phải dùng cuộc để cuộc lại ấy, đảo lại một lượt cho nó mềm rồi lúc đấy mới xúc mới hất được lên đấy, nên là rất là mất công luôn. Felicitar đấy. Você com é duas pessoas fazer hoje ver ele acabar como você acaba como vai ganhar ele, né? Depois vem aqui cortar direito assim, ó. Cortar, acabar aqui, mais um aqui. Depois lá, continua sempre lá, já. Você cortar igual, já, quadrado, igual uma adobe, para ele não destruir, tá vendo? Para ele ficar uma quadrado assim, levar, felicitar, entendeu? Pode ficar aqui, lá em cima. Tá vendo? Conforme tá assim, você cortar, deixar assim não. Continua aqui. Continua aqui, cortar direito aqui, entendeu? Tá vendo? Show. Tá vendo direito, né? Direito, direito, depois coisa. Acabou aí, vem aí. Dạ? Một mình là mình có thể chắn để cho hai bạn ấy xúc đấy. Nhưng mà như thế thì khá là mệt đấy. Nên là nếu mà được thì mình sẽ làm ba cái như thế này. Thì một người mà chắn thì một người bế lên là nhanh. Chỉ kỹ tục tên ta. Vô lại fica aqui lá em cima. Vai ver mais direito. Cortar assim primeiro. Vai. Depois assim. Vai. Tá via pouco fora para ele felicitar, ele levar. Yeah. Tudo camada ele tem que igual, tá vendo? Assim, tipo, camada aqui assim. Aqui também igual. Se aqui você não igual, ele vai partir aqui. Vai deixar aqui, entendeu?
Đó không? Đấy, bây giờ là cứ để cho cả bàn làm thôi. Làm như này thì mình nghĩ là nhanh hơn rất là nhiều. Ê. Bỏ này. Cô ta đi lấy tôi. Cô ta via poco bay lấy cái my fast. Đấy, bây giờ là sẽ để cho cả bàn làm mọi người. Ngày hôm nay thì Careca đang cho cả bàn làm cái cỏ sẵn ở phía trên kia ấy. Để mình lượn lên đấy một chút xem thử coi là cả bàn làm tới đâu rồi. Với cả là hôm nay cứ cũng có một vị khách Trung Quốc là họ dặn mua hết cái cải ngọt của nhà mình nhé. Thì mình cũng sẽ thu hoạch hết cải ngọt để nhập cho người ta luôn. Dạ, trabalhar nhá. Tôi đi ra. Ở phía trên này thì bàn Careca cũng đang cho mấy bạn này là làm cái cỏ sắn đó mọi người, gọi là phạt sơ sơ qua cái chỗ cỏ sắn này này. Sắn của nhà mình bây giờ mùa này nó khô ấy, nhìn nó rất là cằn cỗi luôn. Hầu như toàn bộ cái lá ở phía dưới này là nó rụng hết rồi mọi người. Cái này mà giờ có nước mà tưới thì đẹp. À, mình quên mất là mấy hôm nữa mình cũng đã cho thu hoạch cái phân ngô ở ngay cái khu vực này này. Nói thật với quý vị là lứa ngô cái mùa khô này thì nó cũng không đạt được năng suất đâu mọi người ạ. Tại vì là mùa nắng ấy, mà mình đợt đấy là mình tưới được có 2 lượt. Xong rồi thì máy bơm bị hỏng ấy, thì mình cũng để như vậy luôn, là nó cũng không đạt hiệu quả ấy. Nói chung là có bắp to bắp nhỏ mọi người ạ, chứ không phải là bắp nào cũng nhỏ đâu, Mimi. Xin chào mọi người. Ở phía bên này thì là những cái luống mà mình cũng đã nói là cho làm đất rồi đấy, nhưng mà mình cũng chưa có thời gian để mà tiến hành gieo tỉa chỗ này. Thế này thì cả bạn này cũng đang làm cỏ đây, phạt quá thôi mọi người ạ, phạt quá cái cỏ em muốn em mua khô thì chỉ phạt quá cái cỏ thôi. Không biết là sẵn cái vùng ở phía trên này có đạt hiệu quả hay không, nhưng mà mình nhìn thấy nó sơ sạc lắm. Chắc là gió mùa khô ấy mọi người. Em thấy cái luống của nó bị nứt nứt đất đấy anh. À? Cái luống bị nứt hết đất đấy này. Nứt này là gió khô quá ấy. Đây này. Nó cũng có cái hiện tượng là nứt ở cái phần đất này ra rồi mọi người. Đấy. Đấy, nứt nứt này. Nó khô quá thôi chứ củ thì chắc là đang còn nhỏ ấy. Nato. À. Bên này là Antonio với Careca đấy. Antonio. Hola, chào mừng các bạn. Antonio. Tôi đủ ba lần này. Tôi đủ ba lần. Careca. Anh xin chào các bạn. Chào các bạn. Ta qua dưới các bạn nhé. Được. Dạ. Cái số bill luôn lấy xem nó tên nó mai nào đó nhé. Dạ. Cái bill menu các các bạn mới ra tira tu. Aquí ya tira. Sí, aquí primero se tiene que tirar, después tirar ya la embaixo. Aquí se tira depois vou de cortar já, já. Vou de mexer que vem nosso fazer a terra. Ok. Para esperar, reparar a terra para quê? Para plantar. Tá bom. Tô nay sáng tháng thì hết sáng tháng sau nữa là phải làm đất đấy. Để mà chơi mưa xuống là tỉa luôn đấy. Thế này này. Chỗ này là những cái chỗ mà ngô mới trồng đợt sau cũng mọi người, chỗ ngô mà trồng chúng mùa khô ấy. Nên là cái bắp nó cũng không đạt được năng suất cao. Careca. Hola, ele caiu tudo folha. Tá seca. Assim não morreu? Não. Assim não morreu, assim depois tudo folha acabou depois vai dar mais. Cái này phải chơi từ mùa mưa thì nó lại lên đẹp ấy mà. Dạ.
ya se por más que cortar aquí, aquí después le da más otro. No corta. No corta. No, no corta. Fica así, cuando suba él crece, ve aquí, en ahí, chỗ này là bây giờ nó nó cha những cái làm mới. Mầm mới. Nhưng mà cùng có mầm khỏe không anh? Ừ. Có mưa thì cây sẽ lên tốt luôn á. Dạ. Vậy em nghĩ là sang đợt tới gần mùa mưa mình cho làm cái khu vực mà có cái bạc đợt được mưa đất làm đó á. Ừ. Mình cũng tiếp tục cho trong sản ở phía trên đó. Ấy. Ừ. Đây này ở cái chỗ mà mình cho cái bà kia mượn đất làm trong sản này từ mùa trước tới bây giờ mà mình có nói với bà ấy là đào đi để mình sử dụng đất ấy, nhưng mà tới bây giờ bà cũng không chịu đào đây. Đấy. Ở phía bên kia kìa, bên kia nhà ấy, mọi người, bên phía bên kia đôi. Isu đập bớt phía xinh, quán đồ nẹp xí dù bù sản ấy. Fica mesmo assim. Vamos ficar assim mesmo, pode fazer. Não, já, é. Você mete ele em cima, ele é bom, mais bom, tá vendo? Já. Ele é assim, guarda... Sol, sombra, fica ali, fica fresco ainda mais. Fresco, inteira, já, assim melhor. Depois isso também, quando destrói, ele fica lodo. Já. Fica bom. Mas fica uma adubo. Mais grande, adubo. Capim, adubo todo. Todo, muito todo, né? Eu falava você levar tudo banana no buraco, já levar? Não, ainda não. Alguns tiveram a fazer já o trabalho, mas depois, como ali tem pouca pessoa, tinha que entrar mais buraco, pessoa no buraco. Já. Yeah. Tá bom, aquele pode. Quando tem tempo, pode ser. Tá. Mình đang bảo về Careca là tận dụng cái hố mà đợt trước là nhà mình có đào đất lên để làm gạch ấy. Thì chưa dùng cái hố đấy để làm ủ phân xanh luôn mọi người. Thì có mấy cái cây chuối mà ở phía dưới này này, cái cây chuối mà ngay cái chỗ bãi chuối đấy là mình chặt đi thôi, mình sẽ tấp vào để mình ủ làm phân hữu cơ ấy. Em nghĩ là năm nay là xoài ở trong vườn mình nhiều lắm ấy. Ừ. Cây nào cũng hoa đây luôn. Hầu như ở trên này mọi người, là khu vực này là toàn bộ xoài đấy. Thì xoài nhà mình đấy là cái giống xoài ngon này. Giống xoài mà không có bị sớ ấy. Ở bên này thì giống xoài sớ nhiều. Mình nhà mình là giống xoài không sớ mà rất là ngọt. Nhất là cái cây mà ở ngay dưới nông trại nhà mình đây này. Mọi người không biết có nhìn thấy không? Đấy, hoa mà gọi là vàng luôn cả cây luôn mọi người. Nó phủ kín luôn, ngay cái chỗ nhà nông trại đấy. Đó là... Parda também carro de mão. Patrão. Já, carro de mão eu já comprou. Agora comprei. Pra... Ok, porque lá as áreas todas ficaram, já tem que ficar lá. Para pegar já lá. Yeah. Eu já comprei. Amanhã vou trazer amanhã. Yeah? Okay. Agora vamos coisa. Vanga couve. Tem cliente que quer comprar aquele couve. Tudo couve trouxa? Não, couve vietnamita. Ah, ok. Cai ngot. Ah, já. Cai ngon. Cai. Cai ngon. Cai. Ngon. Tá bom. Agora vamos rangar. De cortar coisa. Fazer limbo. Levar o cliente. Vamos lá. Bây giờ thì nhà mình sẽ xuống tiến hành đổ cái lửa cải đấy đi để nhập cho khách nha mọi người. Cái cải ngọt nhà mình thì bữa nay được có một ít nữa thôi mọi người ạ. Tại vì hôm trước mình có nhổ một ít cho cộng đồng rồi ấy. Với cả là một ít cũng có bán rồi. Nên bây giờ chỉ còn một ít thôi. Một ít này thì ngày hôm nay mình cũng nhổ luôn. Nhổ để mà nhập cho khách. Người Trung Quốc họ dàn mua ấy. Đây này. Cải ngọt nhưng mà nó cũng khá là to mọi người. Được tầm như thế này đây. Cải ngọt tốt. Cải ngọt tốt. Ngoài ra thì cái giống cải mùi dứa nhà mình trong phía bên này này. Đấy. Là nó cũng lên không được đẹp lắm. Kiểu mùa này nó cũng không... Đất ở trên này nó không hợp hoặc là cái mùa này trông không được hay sao đấy. Đấy, cả mùa dưới này. Cái nào nó bén đi nó lên rất là to. Còn cái nào mà nó đã coi rồi thì nó không phát triển nổi. Này này. Mùa dưới được như thế này đây này. Ở phía bên kia thì cái giống bắp cải bây giờ nó cũng bén rất là đẹp rồi. Giống bắp cải và giống cải trun suda ấy. Cải rổ mọi người. Bên này này. Đây. Ở chỗ bên này là hôm trước mình cũng có chia sẻ với mọi người là mình có trồng cái hành tây vào ở xén vào đấy ấy. Đấy, trồng hành tây xén kẽ vào những cái giữa những cái luống này này để mình thử xem là cái giống hành tây xén kẽ với cái bắp cải này nó có hiệu quả hay không ấy.
bởi vì cây này là không phải là cây đối kháng á mọi người. Đấy. Đây này, bắp cải bữa nay nó cũng được như thế này đây. Cải nhà mình cắt xong rồi thì sẽ vào đây lừa những cây đẹp ấy mọi người. Đây này, cho mình đi lừa những cái cây đẹp để mà bán cho người ta ấy. Đấy, giờ cũng tới giờ ăn của các bạn này. Bà dê này. Thế à, quá piti thì nhá. Đó, ngày hôm nay các bạn ăn cái gì đây? Cá chiên à? Pesce frita? Pesce frita molio cati cozinha che? Cove? Cove trunsuda? No, no. Ha? Ah, cove ontem hubo sefida, mimida? Các bạn hôm nay ăn cái nước cà chua nấu với cả cái cải mà nhà mình có cải ngọt bên này này. Hôm qua có một ít cái cải mà nó nhỏ mà ngay kiểu nó coi ấy. Thì cho các bạn ấy nấu ăn. Ê, cà rê cà nó tên? Tên, tên, tên. Tên, tên, tên. Você senta junto mulher? Cà rê cà não quero comer. Nada, que va a sentar que come. Junto mulher não senta, você senta com homem. Agora quem senta com mulher é quem. Careca bater. Ah. Mas você está fazendo o quê? Para a minha casa. A minha casa está com ordem. Tá bom, você fica assim. Porco também não tem casaco. Ah? Senta com mesa. Nene Li. 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 Ele come full na feman? Não. Tá bom assim. Come full na criança, come full com milho, full milho. Tá mais bom que full de bombom. Fun bombom não tem nada coisa, nutrição. Tá mais ferro do que vitamina. Milho tá bom. Sim. É um beijo, careca. Nhìn ăn ngon thế. Sì, come vai si cuidado o su dele, á? Zuzo. Zuzo chân lành chứ. Zuzo. Zuzo. Đây, Zuzo. Đấy. Bây giờ nó đi liền xiển ấy mọi người. Thấy tồi không? Bây giờ thì để cho cả bạn ăn nha mọi người. Mình cũng xin phép là tạm dừng cái video ở đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Hola. Chào.